Quý vị đang theo dõi kênh Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển thứ hai. Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa, Giảo Chánh, Minh Tiến và Huệ Trang. Tịnh Tông Học Hội Úc Châu, Ấn Tống 2006, theo bản in của Cổ Tấn Báo Ân Niệm Phật Đường. Phần tiếp theo 146. Thư trả lời cư sĩ Ít ở Dũng Giang. Dũng Giang là một con sông lớn thuộc tỉnh Chiết Giang, chảy qua thành phố Ninh Ba. Chuyện sắc dục là bệnh chung của người cả cõi đời, chứ không riêng gì hạng trung hạ căn bị sắc mê hoặc. Dù là người thượng căn, nếu chẳng luôn canh cánh giữ gìn, luôn nghĩ kinh sợ thì cũng khó khỏi bị mê hoặc. Thử xem, từ xưa đến nay, bao nhiêu hào kiệt, lỗi lạc, kham làm thánh, làm hiền, chỉ do chẳng phá được cửa ải này, đâm ra thành kẻ hạ ngu, bất tiếu, lại còn bị vĩnh viễn đọa trong ác đạo, chẳng biết là bao nhiêu. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chúng sanh thuộc sáu đường trong các thế giới tâm, chẳng dâm sẽ chẳng bị sống chết tiếp nối. Ông tu tâm muội vốn để thoát trần lao, dâm tâm không trừ chẳng thể xuất trần được. Người học đạo vốn để thoát lìa sanh tử, nếu chẳng đau đáo dứt trừ bệnh này thì khó thể thoát lìa sanh tử. Ngay như pháp môn niệm Phật tuy có thể đới nghiệp bản sanh, nhưng nếu tập khí dâm cố kết sẽ bị cách ngăn cùng Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Muốn tuyệt cái họa này không gì bằng trông thấy hết thảy nữ nhân đều khởi thân tưởng, oán tưởng, bất tịnh tưởng. Một, thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn hơn coi như chị, thấy người trẻ hơn coi như em gái, thấy trẻ nhỏ coi như con. Dục tâm dẫu lừng lẫy chẳng dám khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em, con, xem hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em, con của mình, thì lý bèn chế ngự dục, dục không do đâu phát được. 2. Oán tưởng là phàm thấy gái đẹp bèn khởi tâm ái, do tâm ái đó bèn đọa ác đạo, chịu khổ bao kiếp chẳng thể thoát lìa. Như thế thì những gì gọi là mỹ lệ, kiều mị so ra còn độc hại hơn giặc cướp, cọp, sói, rắn độc, bò cạp độc, phê xương, trầm độc. Phê xương đôi khi còn gọi là tỳ xương, là chất độc, tức chất arsenic, còn gọi là thạch tín hoặc nhân ngôn. Trầm độc là chất độc của con chim trầm, hoặc còn độc là trắm. Một loài chim rất độc theo truyền thuyết, tương truyền một cái lông của nó rớt xuống sẽ làm chết sạch cả hồ cá gấp trăm ngàn lần. Với những oan gia cực đại ấy vẫn cứ quyến luyến mơ tưởng, há chẳng phải là kẻ mê gấp bội ư? 3. Bất tịnh là vẻ đẹp lộng lẫy động lòng người chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài. Nếu bóc lớp da ấy đi thì chẳng dám nhìn xương, thịt, máu, mủ, phân, tiểu, lông, tóc, đầm đìa, rồng rồng, trọn không có vật gì đáng cho người khác yêu mến được. Nhưng do lớp da mỏng bao bọc nên lầm sanh ái luyến, bình đẹp đựng phân, người ta chẳng muốn nâng niu. Nay lớp da mỏng của mỹ nhân chẳng khác cái bình đẹp đẽ, những thứ được bọc trong đó còn gớm ghiếc hơn phân nữa. Há nên yêu mến lớp da bên ngoài, quên đi những thứ bẩn thỉu chứa bên trong da, lan man khởi vọng tưởng ư? Nếu chẳng khăng khăng kiên sợ đau đáo trừ khử tập khí ấy, sẽ chỉ thấy tư chất mỹ lệ khiến cho mũi tên ấy lọt thấu xương chẳng thể nhổ được. Thường luôn như thế, lại muốn chết đi, chẳng vào bụng người nữ sẽ chẳng thể được. Vào trong bụng người nữ còn tạm được, chứ vào trong bụng súc sanh cái biết làm sao đây? Thử suy nghĩ đến điều này, tâm thần kinh hãi.
Nhưng muốn thấy cảnh mà chẳng khởi nhiễm tâm thì phải trong lúc chưa thấy cảnh thường khởi ba thứ tưởng này. Khi thấy cảnh sẽ tự có thể chẳng bị cảnh chuyển. Nếu không, dẫu không thấy cảnh, ý vẫn vấn vương, rốt cục vẫn bị tập khí dâm dục ràng buộc. Vì thế phải nỗ lực gột trừ các tập khí ác nghiệp thì mới có phần được tự do. Mỗi ngày ngoài trừ lúc làm việc ra, chuyên tâm niệm danh hiệu Phật, sáng chiều đối trước Phật, cạn lòng thành, trọn lòng kính, khẩn thiết sám hối tội nghiệp từ vô thủy đến nay, hành như thế lâu ngày sẽ có lợi ích, chẳng thể nghĩ bàn mà không hề hay biết. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát liền được lìa dục. Sân khỏe, ngu si cũng thế. Do vậy ta biết, chí thành niệm thánh hiệu Di Đà, Quán Thế Âm, thì ba hoặc tham, sân, si sẽ tự tiêu trừ. Thêm nữa cõi đời nay đang hoạn nạn, ngoài trừ việc niệm Phật ra, cần phải niệm thêm thánh hiệu Quán Thế Âm. Trong âm thầm sẽ có sự xoay chuyển chẳng thể nghĩ bàn, ngõ hầu chẳng đến nỗi khi túc nghiệp hiện tiền không cách gì đối phó. Lại nên thường đọc những sách dạy về kiên dâm, nhân quả báo ứng, xa lìa những bạn bè cuồng loạn, phóng đãng, hèn tệ thì trong tâm được chánh, sự dụ hoặc bên ngoài dứt tuyệt, sẽ tự có thể thành tựu tịnh nghiệp vậy. Hãy gắng lên. 147. Thư gửi cư sĩ Từ Úy Như. Nhận được thư nhưng công việc bộn bề chưa thể trả lời được, quan tuy vị thái phu nhân sáng chiều hồi hướng, há nào thật sự có ích cho thái phu nhân. Chỉ mong thái phu nhân thương cho một niệm chân thành của tôi lôi kéo Di Đà, Quán Âm đến cứu vớt tôi. Các hạ ngợi khen tôi quá lẻ, khôn ngăn khiến cho người ta thẹn thùng, lệnh đệ cũng đã phát tâm, xin hãy vì ông ta diễn giảng. Đủ biết đời trước đã cùng gieo thiện căn, tương lai cùng làm anh em muôn kiếp trong liên trì hải hội. Mừng mừng tuổi tuổi, bài thuốc cai thuốc phiện đăng báo, nên đăng nhiều kỳ suốt năm thì người ta mới biết rộng rãi được. Nên kêu gọi những người có tài lực cùng làm, nếu một người trang trải phí tổn e không đủ sức kéo dài. Cách tóm gọn bộ văn sao hủ bại đều nên làm sao cho hợp lý, bởi thư quan đã viết đều chỉ nhằm cho một người nào đó, nếu phổ cập đại chúng thì phải chọn không có chỗ trở ngại nào mới khỏi chuốc lấy lời dèm chê. Những chỗ chỉ trích những thứ cuồng vọng của bọn con cái của ma nên dùng cách trình bày tóm lược sao cho phù hợp với văn thể. Nhưng nay đa phần môn đồ thiền tông chẳng biết thiền, nếu chẳng chỉ ra những hình tích thật sự đơm đặc đồn thổi của bọn họ, môn đồ thiền tông sẽ cho là quan bán thiền. Ngay cả đối với bài tông giáo bất nghi hỗn lạm luận, luận về tông và giáo chẳng nên xen trộn, bọn thiền giả chẳng hiểu tông phong cũng cho là bán thiền. Kiến thức của đồ chúng nhà thiền đa phần đều là như thế, cho nên pháp thiền mới bị suy sụp sát đất. Gần đây Phật pháp lưu thông, cư sĩ Vương Hoàng Nguyện. Ông Vương Hoàng Nguyện, người Triều An, Quảng Đông, là người đi tiên phong trong việc phục hưng Đông Mật tại Trung Hoa. Ông từng theo học Mật Tông với Quyền Điền Lôi Phủ suốt 13 năm, được truyền pháp Quán Đảnh. Về sau, ông truyền Quán Đảnh cho người khác ở chùa Lục Dung tại Quảng Châu. Chủ trương cư sĩ có thể làm A Xà Lê, chấp nhận các tỳ kheo thọ pháp đảnh lễ mình, khiến cho các vị Thái Hư, Mạng Thù Yết Đế, vân vân công kích, tạo thành đầu mối tranh luận gay gắt giữa Hiện giáo và Mật giáo. Ở Triều Châu rất ham Mật Tông, y theo đó tu trì, hơi có hiệu nghiệm đối với các tông khác
tuy chưa thông tỏ hoàn toàn, nhưng đã mon men ngoài bờ rào. Ông ta dịch cuốn Mật giáo cương yếu. Mật giáo cương yếu là tác phẩm nhập môn Mật giáo, gồm 4 quyển của ông Quyền Điền Lôi Phủ, người Nhật biên soạn. Vương Hoàng Nguyện dịch cuốn này ra tiếng Hán vào năm 1918. Nội dung trình bày sự phát triển của Mật giáo tại Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, trình bày những giáo nghĩa, cách thức tác pháp tu trì theo truyền thống Đông Mật. Gọi là Đông Mật để phân biệt với truyền thống Mật giáo của Tây Tạng, của Nhật Bản, rồi in ra gửi cho tôi 2 bộ. Nay tôi gửi cho ông 1 bộ, mong ông tùy hỷ. Nhưng ông ta là người hoàn truyền Mật Tông, nên thiên về đề cao Mật Tông, ước theo giáo mà luận, cố nhiên chẳng trở ngại lớn lao gì. Nhưng nếu xét trên pháp môn tịnh độ, độ khắp 3 căn, thuyết giáo tương ứng với căn cơ mà luận, thì cố nhiên khác hẳn nhau. Những điều Vương Hoàng Nguyện đã viết trong thư gửi đến đều là ước theo giáo bỏ sót căn cơ. Quan gửi thư cho ông ta ước trên căn cơ để luận sự lợi ích của giáo pháp, tuy chẳng phù hợp nhưng cũng không trái nghịch cho lắm. Người ấy đã ngoài 40 tuổi, nếu lại nghiên cứu hơn 10 năm nữa cũng có thể trở thành bậc đại thông gia. Bài Bạc Thiền Tông Bí Mật Liễu Nghĩa Kinh quyết phải nên thủ tiêu để khỏi gây nghi ngờ lầm lẫn. Còn như Thanh Văn chuyển say tiểu quả, họ đã chứng để hướng về Như Lai đại đạo. Tuy là đốn tiệm sai khác, nhưng những địa vị theo thứ tự trong khoảng giữa ấy bất tất phải dẹp mất. Đại bàng hễ cất cánh bèn bay 90.000 dặm, cũng là từ thấp bốc dần lên cao. Dao bén chặt một nhát đứt 1.000 tờ giấy, cũng là từ 1 đến 1.000. Đốn giáo chỉ ước trên mặt đốn mà nói, nên không có địa vị thứ tự. Nhưng trong chỗ không có địa vị thứ tự ấy, chẳng trở ngại chuyện có địa vị thứ tự rành rành. Nếu khác với tiệm thì tiệm chẳng phải là tiệm như trong đốn giáo nói, mà đốn cũng chẳng phải là đốn như trong tiệm giáo. Hai pháp phán định khác biệt, trọn chẳng tương tức. Tương tức, pháp này chính là pháp kia, như thường nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Chỉ nên dùng thật nghĩa để lập ngôn, chẳng nên dùng cách biểu hiện tiệm đốn làm căn cứ, thì Phật pháp không pháp nào chẳng thông với nhau. Vương Hoàng Nguyện luận về Mật Tông cũng là dùng những lời lẽ biểu thị Hoàng Dương Mật Tông để luận. Do vậy, biết là ông ta vẫn chưa hiểu biết ý tột cùng trong giáo pháp Như Lai là phải khế cơ. Căn tánh La Hán cũng không nhất định. Có người hồi tiểu hướng đại bèn vượt lên, chứng ngay vào địa vị sâu. Có người tiến lên từ từ. Dù đốn, tiệm sai khác, nhưng vị thứ vẫn rành rành, tự hồ chẳng sai khác gì lớn. Tùy loại hiện thân trong 10 phương thế giới, bậc sơ trụ trong viên giáo đã làm được như vậy, không trải qua các địa vị hạnh, trụ, hồi hướng, vân vân, thì chỉ có bậc đã thành Phật rồi thì hiện làm La Hán mới có thể như thế. Nếu là thật chứng, tức thật sự là bậc La Hán hồi tiểu hướng đại, e rằng không có bản lãnh ấy. Nếu có thì các Bồ Tát thuộc những địa vị trụ, hạnh, hồi hướng đều thành hạng người độn căn, không có gì kỳ lạ cả. Có lẽ ấy chăng? Lì đốn nói tiệm, lì tiệm nói đốn, lì giáo nói tông, lì tông nói giáo, đề cao Mật Tông, miệt thị hiển giáo, đều đáng gọi là đảm bản Hán. Nguyên văn là từ lục đảm bản, chỉ kiến nhất biên, kẻ đi vác gỗ chỉ thấy được một bên. Đảm bản Hán Nguyên là những người công nhân chuyên vác các tấm gỗ, phiến gỗ, do khiêng nặng và cồng kềnh, họ chỉ có thể nhìn về đằng trước, không thể ngó xung quanh. Thiền Lâm dùng thuật ngữ đảm bản Hán để chỉ kẻ thiên chấp, chẳng dung thông toàn thể.
Gã vác gỗ chỉ thấy được một bên mà thôi, khéo hiểu Phật Pháp thì Pháp Pháp lưu thông, nếu không Pháp nào cũng gây ra trở ngại. Quan thật là kẻ thấy ít, nghe ít, nhưng ước nghĩa, ước lý mà luận thường dung thông như thế. Trọn chẳng có hai đạo lý, ý kiến hèn mọn của tôi là như vậy đó, chẳng biết các hạ nghĩ như thế nào. 148. Thư trả lời hai vị cư sĩ Từ Ngạn Như và Từ Dật Như. Quý vị nói chuyện đời ràng buộc, không cách gì thoát khỏi được, thì ngay trong lúc bị ràng buộc ấy, chỉ cần không bị chúng xoay chuyển, thì ràng buộc liền thành cởi gỡ, như gương chiếu hình tượng, hình đến chẳng cự tuyệt, hình đi chẳng giữ lại. Nếu không biết nghĩa này, dẫu có trừ sạch mọi chuyện thế tục, không còn có chuyện gì phải lo toan, thì cũng vẫn bị cái tâm vọng tưởng tán loạn, ràng buộc kiên cố, chẳng thể gột rửa thoát khỏi. Người học đạo phải hành xử thuận theo địa vị, tận hết bổn phận của mình. Như thế thì dù suốt ngày việc đời ràng buộc, nhưng suốt ngày vẫn cứ tiêu dao ngoài vật. Câu nói nhất tâm vô trụ, vạn cảnh đều nhàn, chẳng ghét lục trần vẫn đồng chánh giác, chính là nói về điều này vậy. Chuyện niệm Phật quan trọng nhất là liễu sanh tử. Đã vì liễu sanh tử thì tự sanh lòng nhàm chán đối với nỗi khổ sanh tử, tự sanh lòng ưa thích đối với sự vui Tây Phương. Như thế thì hai pháp tín nguyện sẽ được vẹn toàn ngay trong một niệm, lại thêm niệm chí thành khẩn thiết, như con nhớ mẹ thì Phật lực, pháp lực, sức công đức tín nguyện nơi tự tâm, ba pháp đều phô bày trọn vẹn. Ví như mặt trời rạng rỡ giữa hư không, dẫu mây dày băng đóng tầng tầng, chẳng mấy chốc liền tiêu tan. Lúc sơ tâm niệm Phật chưa tự chứng được tam muội, ai có thể không có vọng niệm cho được? Quý sao tâm thường giác chiếu, chẳng chuyển theo vọng. Ví như quân hai bên đối địch, ắt phải giữ vững thành quách của chính mình, chẳng cho quân giặc xâm phạm tí ti nào. Đợi khi giặc vừa tấn công, bèn đánh chặn đầu, ắt phải xua quân chánh giác, vây kín bốn mặt, khiến cho chúng nó không lối lên trời, không nẻo chui xuống đất, khiến chúng sợ bị diệt chủng, liền đua nhau quy hàng. Quan trọng nhất là chủ soái không mê muội, không lười nhác, thường luôn tỉnh táo mà thôi. Nếu mê muội lười nhác thì chẳng những không diệt được giặc, mà trái lại còn bị giặc diệt. Do vậy, người niệm Phật không biết nhiếp tâm thì càng niệm càng sanh vọng tưởng. Nếu nhiếp được tâm thì vọng niệm sẽ dần dần mỏng nhẹ, cho đến không còn nữa. Vì thế nói: học đạo do như thủ cấm thành, trú phòng lục tặc dạ tỉnh tỉnh, tướng quân chủ soái năng hành lệnh, bất động can qua định thái bình. Tạm dịch: học đạo dường như giữ cấm thành, ngày phòng sáu giặc đêm thường tỉnh, tướng quân chủ soái nghiêm quân lệnh, chẳng giấy can qua quyết thái bình. 149. Thư gửi cư sĩ Bao Sư Hiền. Tai họa ở Ôn Châu nghe thê thảm quá, thiên tai nhân họa không biết đến mức nào. Quả đúng là ba cõi không yên, giống như nhà lửa. Đấy cũng là lời răn nhắc thiết yếu nhất đối với chuyện tín nguyện niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Niệm Phật tâm không quy nhất là do tâm sanh tử chưa khẩn thiết. Nếu nghĩ như đang bị nước cuốn lửa đốt, không được cứu giúp, tưởng sắp bị chết, tưởng sắp đọa địa ngục, thì tâm sẽ tự quy nhất, không cần đến dự pháp nào khác. Vì thế trong kinh thường nói: nghĩ cái khổ trong cõi địa ngục, phát tâm Bồ Đề. Đấy chính là khai thị thiết yếu nhất của Đức Đại Giác Thế Tôn. Tiếc là con người chẳng chịu thật sự suy nghĩ.
cái khổ trong địa ngục so với sự thảm thương của nước, lửa sâu nặng hơn vô lượng, vô biên lần. Thế mà nghĩ đến nước dâng, lửa đốt, bèn run rẩy. Nghĩ đến địa ngục lại coi thường là vì một đằng do tâm lực nhỏ nhoi, chẳng thể thấu hiểu sự khổ ấy. Còn một đằng là chính mắt thấy, bất giác, lông tóc đều dựng đứng. 150. Thư gửi Hoằng Nhất Thượng Nhân. Giảng khởi tín luận bất tất phải tuân theo liệt võng sớ. Đại thừa khởi tín luận liệt võng sớ còn gọi là khởi tín luận liệt võng sớ hoặc liệt võng sớ, gồm 6 quyển, là tác phẩm của ngài Ngẫu Ích Trí Húc, được xếp vào quyển 44 trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Đây là tác phẩm chú giải cuốn khởi tín luận, bản dịch của ngài Thật Xoa Năng Đà. Tổ Ngẫu Ích đặt tên bản chú giải này là liệt võng xé rách lưới. Với ngụ ý phá trừ lưới rập, kiến giải sai biệt giữa hai tông pháp tướng và pháp tánh. Trong luận này, tổ đã dùng giáo nghĩa viên giáo để phối hợp nhất tâm với chúng sanh, nêu lên vọng tâm trong quán cảnh của viên giáo. Nhưng quyết chẳng thể nói liệt vọng là sai, đấy là pháp quyết định chẳng thay đổi. Những trước thuật của ngài Linh Phong xưa nay hiếm có. Những kẻ chưa mở chánh nhãn chẳng biết được lẽ trọng yếu, bèn giống như chó sủa bóng trăng, khiến người sơ học bị lầm lạc. Còn người quả thật đầy đủ chánh tri, chánh kiến, nghe đến sẽ triệt để thấu hiểu bụng dạ của ngài. Linh Phong lão nhân chính là người độc nhất vô nhị trong thời mạt pháp. Câu chữ, lý sự đầy đủ, lợi ích không thể lường được. Tùy theo căn cơ của mỗi người, ai nấy đều được lợi ích. 151. Thư trả lời Đại sư Pháp Hải. Hơn 10 năm qua, tọa hạ tầm thầy hỏi đạo, tự lợi lợi tha, khôn ngăn khâm phục. Nay ngài buông xuống muôn duyên, nhất tâm niệm Phật, lấy cái giác nơi quả địa làm cái tâm tu nhân, ắt sẽ tự chứng niệm Phật tam muội, lâm chung chắc chắn lên thượng phẩm. Đã chịu dốc lòng quyết được thành tựu, nhưng người đời niệm Phật thì đông, chứng được tam muội thật ít lắm. Ấy là do chưa thể buông xuống toàn thân, chỉ đề khởi một niệm. Do vậy thành ra tâm và Phật khó thể tương ứng. Tọa hạ đã chân thành thiết tha buông xuống, quyết chẳng lẽ nào không chứng đắc. Nhưng đối với những chuyện liễu sanh thoát tử, minh tâm kiến tánh và nắm được mấu chốt sự chứng đạo, cần phải phân biệt đôi chút. Nếu dựa theo giáo lý thông thường để tu thì dù đã minh tâm kiến tánh vẫn còn cách liễu sanh thoát tử xa lắm. Bởi minh tâm kiến tánh là ngộ chứ chưa phải là chứng. Người đời nay ngộ được còn ít, huống chi là chứng. Chứng là hoặc nghiệp hết sạch, đã đoạn cái nhân sanh tử, tự chẳng cảm lấy cái quả sanh tử. Bậc sơ quả 7 lần sanh lên trời, 7 lần trở lại nhân gian mới đoạn sạch được kiến hoặc và tư hoặc. Chứng quả A-la-hán, ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư thì hiện ở địa vị ngũ phẩm, ngài Nam Nhạc, tức ngài Huệ Tư, thầy của tổ Trí Khải, thì hiện ở địa vị thập tính. Bậc đại sĩ như thế còn tự ẩn đức mình, thì hiện trong địa vị nội ngoại phàm phu, là những địa vị trước khi đạt đến địa vị kiến đạo. Theo thành thật luận, tu hành Phật đạo chưa thấy được chánh lý thì gọi là phàm phu, có trí giải tương tự đối với chánh lý thì gọi là nội phàm, chưa phát được tương tự trí giải thì gọi là ngoại phàm. Trong tiểu thừa, ba địa vị ngũ đình tâm, biệt tướng niệm xứ, tổng tướng niệm xứ là ngoại phàm. Bốn địa vị thiện căn noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất là nội phàm. Trong đại thừa, thật tính phục nhẫn là ngoại phàm, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là nội phàm. Những địa vị này còn gọi là địa tiền Bồ Tát.
thì việc chứng đạo không phải là chuyện dễ. Đây là ước theo giáo lý thông thường, muốn ngay trong một đời này chứng đạo khó lắm. Nếu căn cứ theo pháp môn đặc biệt mà Đức Như Lai đã lập, sanh lòng tin, phát nguyện, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì trên đến bậc đẳng giác, dưới đến phường ngũ nghịch, thập ác, không ai chẳng nương Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Đã sanh về Tây Phương thì ngộ đạo, chứng đạo đều giống nhau, khít khao, cực nhanh, cực dễ. Tọa hạ đã chuyên tâm niệm Phật, nhưng đối với chuyện lâm chung chẳng nói là vãng sanh, mà nói là bằng cớ chứng đạo đến tay. Phàm nói chứng đạo là được rồi, há nên nói là bằng cớ đến tay. Bằng cớ đến tay thì không cần phải bàn nữa. Nếu bằng chứng không nắm được thì làm sao đây? Xem ngữ ý của các hạ, tợ hồ chỉ niệm Phật chứ không sanh lòng tin, không phát nguyện cầu sanh. Đấy là cách thiền. Giáo dùng câu niệm Phật như câu thoại đầu vậy, chứ không phải là pháp tín, nguyện, hạnh, ba điều cùng hành trong Tịnh Tông. Không tín, nguyện, niệm Phật so với tam thiền. Kháng thoại đầu tuy công đức lớn hơn, nhưng chưa tự đoạn hoặc, cậy vào tự lực sẽ chẳng thể liễu thoát. Lại nữa, không có tín nguyện sẽ chẳng được Phật tiếp dẫn liễu thoát. Nên vẫn là pháp môn thông thường, cậy vào tự lực. Chứng đạo kiểu này chẳng phải dễ dàng chi lắm. Đừng bảo tín nguyện cầu sanh là hèn kém. Hoa Tạng Hải Hội đều cùng dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh làm chỗ kết thúc cuối cùng cho kinh Hoa Nghiêm. Huống chi tất cả ngôn giáo của các Bồ Tát, Tổ sư Tịnh Độ đều dạy tín nguyện cầu sanh. Sao tọa hạ lại tự lập môn đình, chẳng dựa theo quy củ đã thành lập của Phật, của Tổ? Vả nữa, người suốt đời suốt ngày trọn năm niệm Phật, há có nên đối với Phật chẳng hành lễ kính? Trong 10 đại nguyện vương, lễ kính đứng đầu, mọi chuyện tọa hạ có thể bỏ, chứ lễ kính quyết chẳng được bỏ. Nếu không lễ Phật sẽ khó cảm thông. Vì sao vậy? Do thân mong cầu an nhàn, thông dong, nên tâm thành cũng không cách nào đạt đến cùng cực được. Ngài Thiện Đạo chuyên tu, thân nghiệp chuyên lễ, khẩu nghiệp chuyên xưng, ý nghiệp chuyên niệm, niệm đến cùng cực thì vị Phật trong tâm và vị Phật bên ngoài hệt như một không hai. Chứng đạo như vậy thì sự chứng đạo do tự lực chẳng thể nào so sánh được. Cổ nhân nói, kẻ hèn kém nhờ vào sức luân bảo, tức kim luân bảo, bánh xe bằng vàng của chuyển luân thánh vương. Luân vương ngự trên luân bảo này bay đi khắp 4 bộ châu. Một ngày có thể đi khắp 4 đại bộ châu. 4 đại bộ châu là Nam Thiệm Bộ Châu, Diêm Phù Đề, Tây Ngư Hóa Châu, Bắc Câu Lô Châu và Đông Thắng Thần Châu. 4 châu này ở quanh núi Tu Di. Há có nên dùng pháp môn niệm Phật đặc biệt để tu quán hạnh theo đường lối tự lực thông thường? Quan tuy hạ ngu chẳng dám tán thành. Nếu đem cái tâm thanh tịnh mảy trần chẳng nhiễm này để viên chứng tam tâm thì đời này tự chứng tam muội, lâm chung, vãng sanh thượng phẩm, xin mừng trước cho tọa hạ. Một tấm lòng ngu kính mong soi xét. 152. Thư trả lời cư sĩ Vương chữ tiếp. Quan là một ông tăng tầm thường, trọn chẳng có hành trạng tốt đẹp gì, một bề ăn xin mà còn chẳng được, nên bèn nhặt nhạnh những thứ cơm thừa canh cặn vứt bỏ ngoài cửa trưởng giả đại phú để tự nuôi thân. Cũng có người chẳng hiềm chua hôi nài ép tôi thí cho, bèn đem những thứ ấy trao ra chỉ nhằm thích hợp giữa hai bên, người xin kẻ cho, chứ chẳng dám khiến cho người khác chán nghe chẳng muốn thấy. Do vậy, một là chẳng có tông phái gì, hai
là không môn đình, ba là không quyến thuộc, chưa từng kết bạn, lập hội để tham cứu cùng ai. Phàm có ai hỏi đến, đều bảo nên trọn hết bổn phận, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Dẫu là người thiên tư thượng đẳng, học thức tốt vời, cũng dâng lên những lời ấy. Ví như bé trai dâng cát, thời Phật còn tại thế, có một đứa trẻ thấy Phật hoan hỷ, kính quý, bèn dâng một vốc cát lên Phật để cúng dường. Chỉ mong bày tỏ lòng thành của mình, hoàn toàn chẳng tính xem người khác có dùng được hay chăng. Chẳng ngờ hai chữ tiện danh đã làm bẩn tai các hạ. Ngày 20 nhận được thư, khôn ngăn thẹn thùng, hoảng sợ, vui mừng, lo lắng xen lẫn. Do các hạ nghe lầm lời người, lầm tưởng tôi là người trong pháp môn, nên bèn đem sai lầm đáp tạ sai lầm, trình bày quẩn quanh kiến giải hèn kém của mình để đáp tạ sự khen lầm. Biết lời mình viết cố nhiên chẳng đáng lọt vào mắt các hạ, nhưng chẳng ngại giải bày tấm lòng mình mà thôi. Trộm nghĩ hiện nay thế đạo nhân tâm chìm đắm đến cực điểm, lại thêm quốc khố trống rỗng, thuế má nặng nề hơn trước biết bao lần, vật giá đắt đỏ, dân không lẽ sống, thiên tai nhân họa liên miên xảy ra. Gặp thời buổi này, muốn hoằng pháp đạo chỉ có thể đối với khắp những người đến hỏi, chỉ dạy họ học lấy những nghĩa trọng yếu của Phật. Với cha nói đến từ, với con nói đến hiếu, anh nhường em kính, chồng sướng vợ theo, ai nấy tận hết bổn phận để lập nền tảng. Từ đấy lại thêm trọng lòng kính, giữ lòng thành khắc kỷ, giữ lễ, hiểu nhân rõ quả, mong khỏi luân hồi, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Dù thiên tư cao cũng vẫn cứ hành theo đó, lúc có dư sức chẳng ngại nghiên cứu hết thảy kinh luận, dạy cho họ ở trong gia đình, tùy phận tu trì, chẳng cần phải tạo dựng điện đường cho nhiều, cắt đặt nhân viên cho đông, hai bên qua lại, bận biểu chức vụ, tốn kém thời gian. Đây thật là cách tương kế tự kế thích hợp nhất để hoằng pháp hiện thời. Còn như chương trình khai khẩn chốn hoang vu của các hạ đã định, dù lúc đất nước hưng thạnh, dân chúng giàu có, còn chẳng nên làm, huống chi đang lúc vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống này. Nhưng các hạ đã đưa ra đề nghị ấy, người trong toàn quốc không ai chẳng hoan hỷ khen ngợi, mừng đạo pháp sắp được hưng khởi. Quan thật ôm lòng lo lắng sâu xa, không thể không vì các hạ trình bày đại khái. Chỉ dựa theo những việc đã nêu ra trong chương trình thì số tiền vàng muôn cũng chẳng đủ dùng. Nếu các hạ có thể biến cả đại địa thành vàng ròng thì lời quan nói quả thật là ngu si vô tri. Còn nếu muốn dựa vào sự quyên góp để thực hiện sự nghiệp trùm khắp vũ trụ này thì thật giống như giấc mộng đêm xuân, chẳng thực tế mảy may nào. Huống chi chưa từng nghe các hạ có đại thần thông, bất luận ai dù xa hay gần đều có cách nhiếp trì khiến họ chẳng vượt thoát được mảy may, giống như tôn giả Ưu Ba Cúc Đa. Ưu Ba Cúc Đa, vị tổ thứ tư của thiền tông Ấn Độ, tên ngài còn được phiên âm là Ưu Ba Cấp Đa, Ưu Ba Quật Đa, Ô Ba Quật Đa, Ưu Ba Cúc Đề, Ưu Ba Cúc, Ưu Ba Quật, hoặc gọi tắt là Quật Đa, dịch sang tiếng Hán là Đại Hộ, Cận Tạng, Cận Hộ. Ngài là người xứ Mathura, Ấn Độ, là một trong những vị thầy nổi danh của vua A Dục. Ngài là người nổi tiếng thông minh, từ mẫn. Ngài được vị tổ thứ ba là ngài Thương Na Hòa Tu dạy phép quán. Nếu khởi ác tâm
bèn quán tưởng có một viên đá đen ở bên trái. Nếu khởi thiện tâm quán một viên đá trắng bên phải, ngài bèn nhiếp tâm quán niệm, thoạt đầu đá đen rất nhiều. Quán đến ngày thứ bảy, chỉ thấy tướng đá trắng. Tổ Thương Na Hòa Tu bèn thuyết pháp tứ đế. Ngay khi đó, Tổ Ư Ba Cúc Đa bèn chứng quả Tu Đà Hoàng. Ngài lần lượt quán các pháp khổ, không, vô thường, vô ngã, chứng lần lượt từ nhị quả đến quả A-na-hàm. Khi xuất gia thọ cụ túc giới, bèn chứng A-la-hán quả. Ngài trụ tại núi Ư Lưu Mạn Trà ở nước Mathura thuyết pháp. Đồ chúng đông đến 18,000 người. Ngài từng thuyết pháp cho vua nước Hoa Thị, chỉ bày các dấu tích cũ của Phật, dựng tháp cúng dường Phật và các đại đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, vân vân. Số tháp dựng nhiều đến 84,000 cái. Theo các nhà nghiên cứu hiện thời, tôn giả Mục Liên Tử Đế Tu, thầy của vua A Dục, rất có thể chính là tôn giả Ư Ba Cúc Đa. Bởi lẽ danh hiệu Mục Liên Tử Đế Tu chính là ghép tên của ngài Mục Liên và họ của ngài Xá Lợi Phất. Theo truyện ký, ngài Ư Ba Cúc Đa trí huệ như Xá Lợi Phất, thần thông như Mục Liên, nên rất có thể cổ nhân dùng danh xưng Mục Liên Tử Đế Tu để xưng dương Tổ Ư Ba Cúc Đa. Như vậy, đại sự như thế, số người sử dụng há có thể bảo đảm ai nấy đều ôm lòng vì việc chung, tuyệt đối chẳng nảy sanh mối tệ hay chăng? Con người hiện thời còn thờ cha, còn làm chuyện tệ hại, nữa là đại sự mênh mông không bờ bến này. Thêm nữa, con người hiện thời không có chí hướng nhất định, bất luận xã hội nào, đa phần đều thuộc loại như vậy. Nếu có kẻ mang lòng sai khác xen vào trong ấy, dẫn dụ kẻ vô tri vô thức làm vây cánh, một mai sự việc giấy động, ắt đến nỗi lửa thiêu rặn côn luân, ngọc đá đều cháy. Nhằm lúc nhân tâm chìm đắm đến cùng cực này, sao các hạ chẳng lo nghĩ đến điều ấy? Tống Từ Vân Sám Chủ qua đất Tô giảng kinh, người nghe giảng ngày đến vạn người, đêm cả ngàn người. Cái đồ tể, kẻ bán rượu chẳng buôn bán, pháp đạo lừng lẫy, quả là chưa từng có. Ngài Từ Vân lo sợ, e rằng có điều mình chưa tính đến, ắt sẽ có chỗ vụng về. Ngài Từ Vân là bậc cao tăng, đại trí huệ, đại biện tài, lại còn có thần thông. Nhằm lúc quốc gia thái bình, nhân tâm thuần thiện mà còn thận trọng như thế, những nội hạnh bí mật của các hạ đương nhiên quan chẳng thể biết được. Nhưng căn cứ theo bên ngoài thì các hạ so với ngài Từ Vân nào chỉ như đem Thái Sơn sánh với Tu Di. Huống đang nhầm lúc trên không pháp để suy lường, dưới không pháp để tuân theo, dẫu là đại ân của cha mẹ, tình nghĩa vợ chồng riêng tư còn muốn vứt bỏ, họ công nhiên đề xướng ý tưởng. Tận hiếu chính là tánh chất nô lệ, cùng chia sẻ vợ với nhau. Nếu những kẻ như vậy trà trộn vào thì nên xử trí thế nào? Nếu không thì họ kỵ pháp mình, lại nói bậy bạ, lại phải xử trí thế nào đây? Và một pháp đã lập, trăm mối tệ dần dần sanh, chẳng cẩn thận từ đầu khó thể xong xuôi được. Vả nữa, cổ đức hoằng pháp ai nấy đều tự lập giới hạn. Các hạ vứt bỏ thời đại chuyên chế, lại lập một môn đình Phật pháp chuyên chế, mình nghiễm nhiên làm pháp vương, tự tại nơi pháp, ngàn căn cơ đều nuôi dưỡng, môn phái đều chầu hầu, hay thì hay lắm, quả thật chỉ sợ không có sức thần thông chế phục, ắt có kẻ gian trà trộn phá hoại, hoặc ôm lòng đố kỵ ghen ghét nên bèn vu bán, chưa thấy được ích lợi hưng thịnh pháp
đã mắc vào cái họa diệt pháp. Do tâm đại bồ đề chuốc lấy quả ác này, người có tâm không ai chẳng đau thương. Tuy đau thương, rốt cuộc có ích gì? Vì thế, quan không thể không vì các hạ nói trước, chẳng tính đến chuyện người ta ghi nhận hay không. Nếu nhất quyết làm theo chương trình đã định, thì quan cũng chỉ khen ngợi cái tâm tốt đẹp của các hạ mà thôi. Há có thể cưỡng các hạ đừng nên làm hay sao? Ngàn phần mong hãy đem cái tên hèn kém của Ấn Quang thủ tiêu đi. Ấn Quang quyết chẳng dám thừa nhận cái chức vị danh dự thượng tọa đạo sư đâu. Quang một mực rút lui bởi kiến giải của mình khác với người ta. Nếu chẳng cho lời Quang là đúng, ác sẽ có lúc phải hối nhưng không kịp. Kinh dịch nói, chỉ có mình thánh nhân mới biết tiến thoái tồn vong mà chẳng mất lẽ chánh. Có lẽ chỉ có mình thánh nhân đó ư? Xin các hạ hãy suy nghĩ cặn kẽ. 153. Thư gửi cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Lệnh hữu cầu con tính bỏ ra 100 đồng để thỉnh 100 bộ cảm ứng thiên vượng biên để tặng cho những bậc chánh nhân quân tử thông hiểu văn lý, có tính tâm, quả thật là công đức chẳng thể nghĩ bàn, sẽ được cảm thông. Lại nên biết, để cầu con thì phải bắt đầu từ chuyện vun bồi đức, tiết dục, in tặng thiện thư chính là một cách để vun bồi đức, nhưng không phải chỉ có mỗi cách đó. Hãy xem cảm ứng thiên, âm chất văn để biết cách vun bồi đức. Điều thiện thì tùy phận, tùy sức thực hành, còn điều ác thì bỏ đi như thù, như oán. Viên liễu phàm nỗ lực chiêm nghiệm công quá cách. Công quá cách là một bộ thiện thư đạo giáo, không rõ xuất hiện vào thời nào, thường được coi là của phù hữu đế quân, tức Thuần Dương, Lã Động Tân, Giáng Cơ. Có thuyết nói là Thái Vi Tiên Quân Giáng Cơ. Bản công quá cách hoàn chỉnh cổ nhất mang tựa đề Thái Vi Tiên Quân Công Quá Cách được chép năm 1171, từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, có rất nhiều dị bản công quá cách khác nhau được lưu hành. Do nội dung khuyến thiện tích cực của nó, công quá cách được Phật giáo Trung Hoa đón nhận nồng nhiệt và đề xướng người tích cực nhất chính là Tổ Vân Thê Liên Trì. Cuốn Tự Tri Lục của Ngài được viết theo tinh thần công quá cách. Hiện nay, bản được phổ biến nhất là bản đầu đời Thanh mang tựa đề Thái Vi Tiên Quân Lữ Thuần Dương Tổ Sư Công Quá Cách. Công là những điều thiện, quá là những chuyện ác, ghi chép lại như nhật ký để tự sửa đổi nên gọi là cách. Chẳng chịu bỏ lỡ mảy may gì. Vì thế, mạng ông ta vốn không thọ lại sống thọ, không đại công danh lại được đại công danh, không con mà có con. Nếu có thể noi theo dấu thơm ấy để mong đức ngày càng tăng trưởng, lỗi ngày càng giảm, dẫu chẳng dùng đến công quá cách thì những gì viên liễu phàm đạt được, lệnh hữu cũng sẽ đạt được. Huống chi ông ta làm chủ tòa báo, nắm quyền cơ quan ngôn luận, phàm những văn tự thương phong bại tục vô ích trọn chẳng cho đăng báo, phàm những lời hay ý đẹp khiến đời yên dân lành, mỗi ngày nên đăng mấy câu, dùi mài mãi sẽ từ từ nhiễm, khiến cho con người ngày càng hướng đến điều thiện mà chẳng tự biết. Đấy chính là đại trượng phu chẳng có quyền thế mà lại thực hành quyền hạn lớn lao để cứu quốc, cứu dân vậy. Đầy đủ những nhân duyên này mà không biết làm như thế, có thể nói là tuy đã lên núi báo nhưng vẫn trở về tay không. Tiếc thay, chuyện tiết dục về lý rất thâm, quan hệ rất lớn, nói chẳng dễ dàng đâu nhé. Phàm trời xanh trai gái, thánh nhân phỏng theo trời lập ra
quy củ cho nam nữ lập gia đình, chính là mối quan hệ lớn nhất giữa người với người, trên liên quan đến phong hóa, dưới để tiếp nối giống nòi, há phải đâu hàng ngày mong cầu khoái lạc, coi dục sự là trọng ư? Người tham dục tinh loãng vô lực, như hạt giống lép chẳng thể nảy mầm, vì thế khó sanh con. Nếu sanh con được, đa phần chưa thành người đã chết yểu. Nếu may mắn không chết yểu thì cũng bấy bớt, yếu đuối, không thể lớn mạnh được. Nếu bảo dưỡng tinh thần, tiết dục nửa năm, đợi đến khi vợ qua kỳ thiên quý, chọn ngày lành tháng tốt cùng nhau vui vầy, quyết sẽ hoài thai. Sau đấy, vĩnh viễn dứt dục sự thì đứa con được sanh ra, chẳng những tánh hạnh trinh lương, dục niệm mỏng nhẹ, mà thể chất mạnh mẽ, không lo bị thai độc, đậu chẩn. Thai độc, các bệnh truyền nhiễm từ người mẹ lây sang con trong khi mang thai, đậu chẩn, các loại sởi, ban đỏ, thủy đậu, vân vân, tật bệnh, vân vân. Thiên quý tức là hành kinh vậy. Phải qua kỳ kinh nguyệt mới đậu thai được, những lúc khác chẳng thể thọ thai. Khi kinh nguyệt chưa hết, trọn chẳng được ân ái. Ân ái thì người vợ sẽ mắc bệnh dây dưa, đừng mong chi hoài thai nữa. Chuyện quan hệ lớn lao của con người há có thể làm vào ngày xấu, tiết xấu. Vì thế phải chọn lấy bữa tốt lành, thiên nguyệt lệnh của sách Lễ Ký. Lễ Ký là một bộ cổ thư ghi chép những nguyên lý về lễ nghi, ứng xử thời cổ. Tác phẩm này là công trình ghi chép, sang định của các môn đệ Khổng Tử và các học giả đời sau. Thoạt đầu, bộ sách này gồm 214 thiên, về sau Đới Đức sang định, rút gọn thành 85 thiên, tục gọi là Đại Đới Ký. Về sau, Đới Thánh đời Hán lại chỉnh lý lần nữa, rút gọn thành 49 thiên, tục gọi là Tiểu Đới Ký. Lễ Ký thông dụng hiện thời chính là Tiểu Đới Ký. Nguyệt Lệnh là một thiên sách trong Lễ Ký, ghi chép những chánh lệnh trong 12 tháng. Chánh lệnh là những quy định lễ nghi phải tuân thủ theo quan điểm cổ nhân. Có chép thánh nhân vào lúc giữa xuân, trước khi sấm động 3 ngày, đánh mọ lớn để truyền cho dân biết, lôi tương phát thanh, hữu bất giới dung chỉ giả, sanh tử bất dị, tất hữu hung tai. Sấm sắp động, kẻ nào chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm thì sanh con chẳng vẹn toàn, ác bị tai họa hung hiểm. Gõ mỏ gỗ truyền lệnh cho nhân dân là sai quan địa phương truyền báo cho trăm họ, dung chỉ còn gọi là động tịnh, bất giới dung chỉ, chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm là cứ ân ái, sanh con chẳng vẹn toàn, nghĩa là ngũ quan. Ngũ quan theo từ điển Từ Hải, ngũ quan có hai cách hiểu: một, tai, mắt, mũi, miệng, tim. Hai, tai, mắt, mũi, miệng, da. Chẳng hoàn toàn, vân vân. Trong đời thường có kẻ sanh con chẳng ra người, hoặc thân hình thiếu sức, đều là vì lẽ này. Ác có tai họa hung hiểm, ý nói cha mẹ còn gặp tai ương nguy hiểm như mắc bệnh, ngặt nghèo, yểu thọ, vân vân, chứ chẳng phải chỉ sanh con không vẹn toàn. Thời xưa, Thánh Vương coi trọng mạng dân nên đặc biệt chú ý đến điều này, gõ mỏ gỗ để báo cho dân biết, chẳng những khi sấm sắp động nên kiêng kỵ, mà ngay cả khi mưa to, gió lớn, gặp ngày có sao xấu và lúc đổi mùa, nhằm ngày đản sanh của Phật, Thánh đều nên kiêng kỵ cả. Đây thật là đại đạo tôn trời kính thánh, tuân theo phương pháp giữ vẹn nhân luân. Tiếc rằng người đời nhất loạt chẳng chịu nói ra điều này, khiến cho thể chất của con cháu đời sau ngày càng tệ.
tệ hơn đời trước, hoặc là tuổi trẻ đã sớm chết yểu, hoặc vì hành dục quá độ, dẫu không chết yểu cũng trở thành suy tàn, không làm nên trò trống gì. Quá nữa đều là do cha mẹ chẳng biết đạo nhân luân mà nên nổi. Cha mẹ không biết là vì ông bà không dạy, lúc con cái trưởng thành nên đem những chuyện tiết dục, bảo tồn thân thể vân vân cặn kẽ bảo ban, cha dạy con gái không tiện, còn mẹ thì không ngại gì. Làm được như thế mới là thật sự yêu thương con cái. Nhưng thế gian yêu thương đa phần là mặc cho nó phóng túng dục sự, thì cái hại ấy còn quá giết chết con cái nữa, chẳng đáng buồn ư? Thánh nhân Trọng Thai Giáo hết sức chú ý đến điều này. Lúc chưa có thai đã chuẩn bị dạy sẵn: tôi lạm dự vào tăng chúng. Há nên lại bàn chuyện ăn nằm giữa vợ chồng, là vì trước khi xuất gia đã từng coi những lời luận bàn chí lý của cổ nhân về chuyện củng cố cái gốc, nên muốn truyền cho tri kỷ để báo cái ân hộ pháp. Một lẽ nữa là vì Đức Phật là đại y vương, không bệnh nào chẳng trị. Quan làm đệ tử Phật cũng muốn tùy phận, tùy sức hành y đạo. Căn bệnh này là căn bệnh lớn chung của cả thế gian. Nếu cứ để cho căn bệnh lớn phổ biến của cả thế gian này mặc tình phát sanh nảy nở, chuyên đi trị những căn bệnh riêng biệt nhỏ nhặt khác, há chẳng phải là điên đảo không phân nặng nhẹ hay sao? Đặng Bá Thành cũng muốn cầu con, quan viết thư cũng lược thuật ý này. Đến khi ông Úy Như ấn hành, ba lá thư ấy và in bộ văn sao đều lược đi, vì cho rằng chuyện ấy chẳng hợp với tăng sĩ, cũng chẳng hợp với những gì đã nói trong Phật Pháp. Ý ấy cố nhiên là tốt lành, nhưng người ta khổ vì không con, dám đem sự ấy hướng về Phật mà cầu, hướng về tăng mà nói. Tăng bèn vì người ấy nói đầu đuôi thiện pháp, khiến cho con cháu người ấy đều được đại thọ dụng, thì nào có lỗi gì? Cho rằng tăng dạy người tiết dục là lạm bàn dâm dục, hóa ra tăng dạy người tránh giết chính là dính vào sát nghiệp ư? Nhưng chuyện này chẳng thể nói cùng kẻ vô tri vô thức, sợ hắn không hiểu được ý, trái lại còn giễu cợt. Nếu nói cùng người quân tử hiểu lý, đúng là chẳng có địa vị mà lại gõ mỏ gỗ để hiệu triệu nhân dân, trị khi chưa loạn, giữ đất nước khi chưa nguy, chính là cùng một phương kế với điều này vậy. Bảo nói đến chuyện này là sai trái thì Thánh Vương, Thánh Hiền, Phật, Bồ Tát chính là đầu sỏ gây lỗi vậy. Ở Hồ Nam có một nho sĩ họ Lưu, không nhớ tên, cưới vợ nhưng không gần gũi. Vợ bảo: cưới vợ vốn để sanh con, ông không gần gũi thì dòng giống bị đoạn tuyệt. Bèn gần gũi một lần, sanh được con, nhân đó đặt tên là Truyền Chi, rồi tuyệt dục. Vợ lại bảo: chỉ một mụn con, trơ trọi không nương tựa, chi bằng sanh thêm một đứa nữa. Lại gần vợ lần nữa, lại sanh con, đặt tên là Tái Chi. Hai con đều vào viện hàng năm. Cả đời người ấy chỉ ân ái hai lần, nhưng lại ghi rõ những ngày nên kiêng ăn nằm, cũng như thanh tâm ít dục, bảo tồn nguyên khí, khang kiện tinh thần, chép vào trong gia phả, ngõ hầu con cái đời đời tuân theo đó. Một người bạn ở Hồ Nam kể cho tôi nghe chuyện này. Muốn cầu quý tử mà bỏ cách này để cầu thì dù có được cũng chỉ là chuyện cầu may. Cầu theo cách này thì cầu ắt được, phàm đỗ đạt đều là do tổ phụ có đại âm đức. Nếu không âm đức, cứ dùng sức người để phát khởi, ắt sẽ có đại họa về sau. Chẳng thà không phát
còn tốt hơn. Xem khắp từ xưa đến nay, bậc đại thánh, đại hiền sanh ra đều là do tổ phụ tích đức mà được. Đại phú, đại quý cũng thế. Con cháu sanh trong phú quý chỉ biết hưởng phước tạo nghiệp, quên mất tổ phụ đã một phen vun bồi. Do đấy chôn vùi tổ đức, phá sạch tổ nghiệp, trở thành nghèo hèn. Đấy chính là căn bệnh chung cho những người phú quý trong cả cõi đời. Đời đời giữ được đức tổ tiên vĩnh viễn không thay đổi, chỉ có nhà họ Phạm ở Tô Châu xưa nay là bậc nhất. Từ Văn Chánh Công Phạm Trọng Im. Phạm Trọng Im 989-1052, người đời Tống, tự là Hy Văn, mồ côi cha từ năm 2 tuổi, nhà nghèo nên mẹ phải tái giá. Lớn lên một chút, bèn bỏ nhà ở nhờ ngôi chùa trong làng, dốc sức học hành, sau đỗ tiến sĩ, giữ chức giáo lý trong bí thư các. Thường khẳng khái luận chuyện thiên hạ, sĩ phu đương thời rất kính trọng. Ông làm tướng thời Tống Nhân Tông, trấn thủ tỉnh Thiểm Tây, phòng ngự quân Tây Hạ, giặc chẳng dám xâm phạm. Sau bị xàm báng, bị truất làm thị lang bộ hộ, ông mất năm Hoàng Hữu thứ tư, hưởng thọ 64 tuổi, được truy tặng chức binh bộ thượng thư, đặt thụy hiệu là Văn Chánh. Do vậy, Tổ Ấn Quang thường gọi ông là Văn Chánh Công. Trọng Im nghiêm trì giới luật, khắc khổ tinh chuyên, dù làm quan lớn, thích thân cận cao tăng, tham cứu thiền pháp, thích làm lành, bố thí, tạo nghĩa điền, ruộng nghĩa, nuôi người nghèo. Ngày ông mất, tiếng than khóc khôn xiết kể, dân chúng khóc như mất cha mẹ vậy. Đời Tống cho mãi đến cuối đời Thanh, hơn 800 năm, gia phong chẳng đọa, luôn luôn đỗ đạt, có thể nói là nhà đức hạnh thư hương đời đời. Họ Bành, dòng họ của ông Bành Tế Thanh ở Trường Châu, từ đầu đời Thanh đến nay đỗ đạt đứng đầu thiên hạ. Nhà ấy 4-5 người đỗ trạng nguyên, có khi anh em cùng đỗ 3 hạng đầu của bảng vàng, nhưng họ đời đời sùng phụng Phật pháp. Dẫu là trạng nguyên tể tướng, vẫn hằng ngày đọc Cảm Ứng Thiên, Âm Chất Văn, Ngõ Hầu Thành Ý Chánh Tâm, làm tấm gương tận trung với vua, yêu dân. Cái cuồng sinh kia cho những sách ấy là những chuyện để ông già bà cả dốt nát thực hành. Chẳng những không biết vì sao thánh hiền thành thánh hiền, mà còn chẳng biết con người phải nên làm người như thế nào nữa. Sống làm thay đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, nhưng ác nghiệp khó tiêu, vĩnh viễn trầm luân ác đạo. Bọn họ vênh váo, tự cho mình là người thông suốt hiểu rộng, đến nỗi đời sau trong thời gian không biết là bao lâu sau, những danh từ trời đất cha mẹ còn chẳng được nghe. Muốn cho con cháu chẳng theo con đường hư hỏng, cùng vào chánh đạo, hãy nên dùng Cảm Ứng Thiên vượng biên, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa làm kim chỉ nam định hướng. Dù thế tục tập nhiễm sóng ác ngập trời, mây đen che khuất mặt trời, cũng chẳng đến nỗi không biết phương hướng, lạc lõng chìm đắm. Nếu không, dẫu gió lặng sóng yên, mặt trời rạng chiếu cũng khó giữ khỏi lặng ngụp, bị đắm chìm mất. Huống chi trọn chẳng có hy vọng thế đạo nhân tâm sẽ sóng yên gió lặng, mặt trời chiếu rạng. Phải biết hai chữ âm đức bao trùm rộng lắm, khiến cho con em người ta được thành tựu, khiến cho chúng được dự vào bậc thánh hiền. Cố nhiên là âm đức thành tựu con em của chính mình, khiến cho chúng nó được dự vào bậc thánh hiền cũng là âm đức. Trái lại, khiến cho con em người ta bị lầm lạc, cố nhiên bị tổn đức, mà làm con cái mình lầm lạc
cũng bị tổn đức. Nếu đủ sức làm được thì còn may mắn nào hơn. Nếu không thì hãy nêu gương thánh, gương hiền qua những cư xử hàng ngày trong gia đình. Đấy chính là tu chân ngay trong cõi tục, hiện thân cư sĩ để thuyết pháp vậy. Mong ông hãy đem ý này bảo cùng lệnh hữu và hết thảy bạn tri giao, tha thiết bảo ban, chưa bao giờ không phải là một cách để tự lập, lập người, tự lợi, lợi tha vậy.